Tôi bắt đầu tràn theo nước lũ, không liên lạc nữa. Over. Thằng đó cho tao. Ngừng lại ngay. Trung sĩ Minh, anh và đồng đội lên thường điện ngay. Đại quý bảo đang đợi các anh. Hai tên này để tôi lo. Nghe rõ. Trung úy Lê Ngân, đưa đại tá luôn theo tôi. Mau lên. Mau lên trước khi bọn chúng trở xuống. Dấu tay đều của cùng một người. Như vậy người cứu anh là đại úy Thổ à? Dấu tay đã khẳng định điều đó. Làm sao chú lấy được dấu tay của Thổ? Tất nhiên lúc ấy em không biết là đại úy Thổ, vì y cũng đeo mặt nạ như em. Em nghĩ y phải là người của Tống Nha, vì y biết rõ cả người chỉ huy bọn tấn công chùa Xá Lợi là đại quý bảo, biết luôn cả tên toán trưởng là Trung sĩ Minh. Mặc dù Minh cũng đeo mặt nạ,
Nhưng có điều làm em ngạc nhiên nhất lúc ấy là đại quý Thổ lại biết luôn cả em. Có thể chú đã bị đại quý Thổ theo dõi mà không biết. Em không nghĩ là Quyến lại sơ hở đến thế. Em đã rất thận trọng khi đột nhập vô chùa Xá Lợi. Theo em, đại quý Thổ biết được sự liên hệ của anh và em, nên khi thấy em nhào vô đánh tụi thằng Minh thì đoán biết. Sau một thoáng em bình tĩnh lại và nghĩ cách phải làm thế nào để biết người cứu mình là ai. Lúc cúi xuống ôm anh lên, em cố tình để rơi cái nón sắt. Và tất nhiên đại úy Thổ đã phải nhặt hộ chiếc nón sắt vì hai tay Quyến đang bận ôm anh Luân. Đúng vậy, và đại úy Thổ đã để lại trên nón sắt những dấu tay rất rõ. Em đặt lại câu hỏi mà lần trước anh chưa trả lời. Đại úy Thổ là người như thế nào? Anh vẫn chưa trả lời em một cách chính xác được. Tuy nhiên, có thể tin đại úy Thổ không ở một phe phái nào có thể làm hại ta. Anh, đừng... Anh, tình hình nghiêm trọng như vậy, sao tối ngày anh cứ nằm trong phòng? Anh không sợ à? Anh mà sợ cái gì? Kể từ hôm bắt mấy lão thầy chùa nhốt lại, tình hình đã lắng xuống. Em không thấy à? Em thấy bên ngoài dân chúng đang sôi sục lắm. Bên ngoài đang sôi sục thế nào không biết, chớ bên trong này anh đang sôi sục đây. Trình thiếu tướng dặn khi nào có nhà khoa học huyền bí Khánh Phong đến thì báo cho thiếu tướng biết. Ông Khánh Phong đã đến. Mọi ông ta ngồi đợi ở phòng khách, tôi sẽ ra ngay. Dạ, nghe rõ. Nằm yên đây đợi, xong việc anh sẽ vào ngay. Tướng quân vốn thuộc dòng hoàng tộc, lại sinh năm Bính Dần, trải qua nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội, thật là tuổi trẻ tài cao. Tuổi đã là sư đoàn trưởng, 29 tuổi đã là tư lệnh dùng, 30 tuổi đã thụ phong cấp tướng. Trên thế giới không có nhiều người nhận số cực thịnh như tướng quân. Con đường tương lai theo các quẻ mà tôi đã dày công nghiên cứu, thật không biết dùng danh từ nào để nói. Đâu là đỉnh vinh quang của tướng quân? Tuy vậy... Thầy cứ nói, có điều gì không tốt phải không? Là một nhà khoa học, tôi không muốn giấu giếm. Thật đáng tiếc, tướng quân đang gặp vận hạn không may kéo đến. Nếu hết năm vận mà tướng quân vượt qua khỏi, thì hậu vận sẽ lên như diều gặp gió. Thầy có thể nói rõ hơn không? Thiên cơ bất khả lậu, tôi chỉ có thể nói cho tướng quân biết những điều chính. Còn tự tướng quân phải suy tính, tìm hiểu lấy. Chẳng hạn, có kẻ muốn hại tướng quân, bài cho tướng quân những hành động thất đức, ngược lòng dân. Ấn đường của tướng quân có điểm hơi mờ, đó là hòa sát thân. Ấn đường tuy tối, nhưng đôi mắt lại sáng rực. Như vậy sẽ có cứu tinh. Cứu tinh không ai khác hơn là bạn hữu của tướng quân. Nếu có người bạn nào thân thiết gợi cho tướng quân một việc hệ trọng, trái với kẻ toan hãm hại tướng quân, thì tướng quân nên nghe theo. Và như vậy sẽ chuyển hòa thành phước. Tôi nói vậy là đã quá nhiều. Xin chào tướng quân. Xin gửi thầy, tôi ái mộ tướng quân là bất kỳ tài trong thiên hạ, nên coi giúp thôi. Xin chào tướng quân.
Em đợi lâu không? Lâu tí mò bắt đền anh đó. Được rồi, anh sẽ đền cho. Tốt, cô Chụp giỏi lắm, rất đầy đủ toàn bộ kế hoạch đảo chánh giả của Ngô Đình Nhu. Nếu không cần gì ở tôi nữa, tôi xin phép về. Hãy khoan, còn cuộn phim thứ hai. Cuộn phim thứ hai à? Đây chỉ là cuộn phim in lại, còn bản chính của định bán cho gã đầu bạc đâu. Thì ra ông đã biết hết. Trong trường hợp này tôi đành phải... Cô định giết tôi à? Xin lỗi ông, tôi không còn cách nào khác. Anh Thổ, có người muốn gặp anh, đang đợi ngoài xe anh đó. Ông muốn gặp tôi? Xin lỗi, tôi chưa được biết ông. Anh Thổ, anh không nhận ra tôi à? Nghe tiếng nói thì đúng Latin. Anh là Tống Văn. Đừng gọi tên tôi. Tôi cần nói chuyện với anh, và chỉ với một mình anh thôi. Vậy chúng ta đến phòng trà của bà xã tôi đi. Ở đó có dễ bị chú ý không? Anh yên tâm, phòng trà của bà xã tôi đặc biệt toàn bọn mẻo, không có người Việt Nam, trừ những người do tôi đưa vào. Đó là hợp đồng giữa chúng tôi và phái bộ quân sự Mỹ. Phòng trà lấy tên gì? Tea Club. Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta đau tôi cả lòng, vì yêu ai mà lòng hằng nhớ. Năm tháng trôi lạnh lùng hoài, tình đó nhắc nhớ luôn đến ta tình ai. Nhớ cả một trời tình yêu kia mà lòng nào quên. Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày. Anh muốn gì? Bia nhé, cho tôi coca đi. Một coca, một Heineken. Anh còn nhớ con bé này chứ? Diệu Tâm, em gái anh, nó chết rồi. Một ngày ai gieo tin ta là tình.
sau khi giết chết em tôi, chúng còn buộc tôi phải lên đài phát thanh nói là em tôi tự tử vì tình. Đúng như em tôi đã từng nói, thật là một chế độ thối nát. Không chịu đựng được nữa, tôi đã đặt chất nổ, cho nổ tung ti công an cảnh sát. Và bây giờ là ở đây, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Chúng nó đang lùng tôi, vì vậy tôi mới phải cải trang. Giúp anh là bổn phận của tôi, nhưng ở cương vị tôi, sự giúp đỡ có hạn. Tôi đang nghĩ đến một người có đủ quyền lực để giúp anh trọn vẹn và an toàn nhất. Đó là sếp cũ của chúng ta. Anh nói đến ai vậy? Đại tá Nguyễn Thành Luân. Tôi à? Đúng, chỉ có anh mới làm được. Như anh biết, Hoa Kỳ đã có viện trợ và chúng ta đang rất cần tiền, càng nhiều càng tốt. Sợ gì tôi nói chỉ có anh mới làm được, vì ngoài tài chỉ huy ra, anh còn có rất nhiều đàn em giỏi. Thì ra anh vẫn cho người theo dõi tôi. Theo dõi thì không, nhưng tôi cần phải biết tất cả những gì liên quan đến anh. Tình hình đã lắng dịu và tôi cần anh giúp tôi việc này. Tôi chưa được biết việc mà tôi sẽ phải làm. Anh sẽ biết sau khi chúng ta xem một vài đoạn phim. Chiều đi. Dạ. Đây là vùng Tam Giác Vàng, một khu vực nằm trên tạ ngàn sông Saluen. Con sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng chạy qua Tây Vân Nam, Đông Miền Điện, đổ ra Ấn Độ Dương ở vịnh Mát Tô Băng. Có độ cao hơn 1.000 thước so với mặt biển, là giáp giới của ba nước Miền Điện, Lào và Thái Lan. Vùng này là một trung tâm sản xuất thuộc phiền, gồm nhiều tộc dân cư trú như Thái, Mông, Tàng, Miến, Mèo, Dao, v.v. Và đây là cây anh túc, loài cây thân cọ sống hàng năm, thân thẳng đứng, cao từ một thước đến một thước rưỡi, mọc ở vùng khí hậu ôn đới. Khi cây trưởng thành có một nhánh chính và từ 6 đến 12 nhánh phụ. 3 tháng sau, mỗi nhánh ra một bông hoa màu sắc rực rỡ, đi từ trắng đến tím hay tía. Trong đó loài màu trắng là thứ phổ biến nhất để cung cấp nhựa. Cánh hoa rụng dần để lại một quả màu xanh như quả trứng gà. Mỗi cây mang từ 7 đến 8 quả. Khi quả bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt, người ta dùng một thứ dao riêng có nhiều lưỡi nhỏ, rạch những rạch song song lên vỏ quả. Các giọt nhựa trắng sẽ chạy ra theo đường rạch và quấn lại rất mau để biến thành màu nâu đen. Đó là nhựa thuốc phiện. Có bao giờ anh nghe nói đến một người dân đảo Cọt tên Bon Aventure Francisci không? Nếu tôi không lầm thì hắn là tay trùm buôn lậu quốc tế, đội lớp giám đốc hãng hàng không Hoàng gia Airlines. Anh sẽ phải gặp hắn. Đây là hình Francisci. Và việc mà ông Nhu giao cho anh làm là buôn lậu thuốc phiện à? Không phải buôn lậu, mà điều tra xem tại sao hai chuyến hàng do người của Nhu chuyển từ bản Hui Then về đồn Nam Sọt đều biến mất. Cả người lẫn thuốc phiện, không để lại dấu vết gì. Đây là một hình thức phản công thụ động của Nhu. Vấn đề tài chính, Mỹ bóp nghẹt viện trợ để gây sức ép, Nhu dùng dãy để thoát. Thoát bằng một chi tiết rất phụ, trong khi đút đầu vào dây thòng lọng. Ông Nhu không còn sáng suốt nữa. Nhưng tại sao lại giao việc này cho anh? Theo Nhu thì anh có tài chỉ huy và có nhiều đàn em giỏi. Nhưng thâm ý còn có thể là cậu anh cùng sống cùng chết với chế độ Ngô Đình Diệm. Anh định đi đâu? Lào, Thái Lan hay Miến Điện? Lào, vì trước hết anh cần phải gặp lão Francisci.
Hắn làm ăn với Nhu đã từ lâu và có cả cơ sở chế biến thuốc phiện mang nhãn hiệu U4 ở bản Hui Ten. Em đưa tên và ảnh của chủ quý Thạch, bảy cậu muối, Nguyễn Vinh Quang cho thiếu tá Liệu ở phủ tổng thống. Nhu đã ra lệnh cho Liệu làm passport cho bất cứ người nào do anh chọn mà không cần phải qua các thủ tục. Thạch, Quang và bảy cậu muối phải đi qua Lào bằng 3 chuyến phi cơ khác nhau. Họ sẽ đến gặp thiếu tá Thuần, tùy viên quân sự ở tòa đại sứ Việt Nam tại Lào. Thạch và bảy cậu muối không cần phải gặp anh trước khi đi. Riêng Nguyễn Vinh Quang, em nhắn là anh muốn gặp 7 giờ tối nay tại Majestic. Còn việc này nữa, em cho đăng ở một rao vặt báo cách mạng quốc gia câu này: Sa, ở đâu về gấp, mẹ đau nặng. Bao giờ anh đi? 2 hôm nữa. Bây giờ anh phải đi gặp Đức Giám Mục. Em đưa passport của anh cho thiếu tá Liệu làm visa d'entrée. Anh đợi tôi đây nhé. Dạ. Chào đại tá. Tôi vừa phỏng vấn xong Đức Giám Mục trước khi ngài đi dự cộng đồng Vatican II. Rất may gặp đại tá ở đây. Không phải là lúc để cho nhà báo phỏng vấn. Đại tá cho tôi vài phút. Ít ra đại tá cũng nên xem tôi là bạn bè. Tôi muốn chúc mừng đại tá. Chúc mừng tôi? Về việc gì? Có quá sớm không? Nếu tôi xưng hô thiếu tướng với người đang đứng trước mặt tôi. Cô lấy tin dịch ở đâu ra vậy? Thôi nhé cô Phong Phân đi. Tôi rất ngại cô viết cái gì đó về tôi trên báo Mỹ. Cha sang La Mã, xong đại hội thì viện một vài nơi rồi về. Chúng ở nhà rối lắm. Con gắng giúp tổng thống. Con hứa đem hết sức mình. Tốt lắm, cha tin con. Xin chúc đức cha lên đường bình an. Con không bao giờ quên ơn đức cha. Người đã bảo trợ con hết lòng. Xin phép đức cha. Smith gọi điện thoại. Ông ta chỉ nhắn lại với anh một câu: 16 giờ ngày mai Đà Lạt chấm hết. Anh biết rồi. Đêm qua em có khai thác được gì ở Rene Angzaman không? Không, vì hắn đến Key Club cùng với Smith. Hắn hẹn em tối nay sẽ đến một mình nghe em hát. Tôi đã gặp đại tá Luân. Phải nói là ông ta xúc động thật sự khi nghe tin em gái anh bị bọn cảnh sát ở Huế giết chết. Anh còn nhớ Trung Sĩ Thạch, tài xế kim cận vệ của đại tá Luân không? Nhớ. Bây giờ lên chủng quý rồi. Đại tá bảo anh đến gặp chủng quý Thạch, mọi việc sẽ tốt đẹp. Hình như anh sẽ được đưa đi đâu đó, ra ngoại quốc thì phải. Đại tá Luân thật là người tốt. Hồi còn làm tỉnh trưởng Bến Tre, ông ta đã giúp đỡ biết bao nhiêu người. À, mấy ngày nay tôi đi đâu cũng nghe tin đồn sắp đảo chánh. Anh ở Tống Nha có nghe tin gì không? Ở Tống Nha thì không ai tin ai cả, nên nếu có tin đồn cũng chẳng ai dại gì bàn ra tán vào. Ngoài chợ người ta đồn là quân đội sẽ làm đảo chính, và em thấy mọi người đều mong như vậy. Người ta quá chán ghét cái chế độ độc tài gia đình trị này lắm rồi. Thưa bà, có phải bà kêu sửa điện thoại không? Đúng, mời anh vào. Thưa bà, có phải máy này hư không? Không phải, máy hư ở trong phòng làm việc của nhà tôi. Ở đây nói chuyện an toàn, sang ngồi đi. Uống gì không? Cảm ơn chị, em vừa uống cà phê xong. Anh Luân đâu rồi chị? Đang ở trong phủ tổng thống. Anh Luân không tiện gặp em nên dặn chị hỏi em xem có chỉ thị gì của A07 không. Thứ hai là em có thể đi xa một chuyến không?
Từ hôm ở Campuchia về tới giờ, em không nhận được tin gì của A07 cả. Em có thể đi bất cứ nơi nào anh luôn muốn. Tốt quá. Hiện giờ em lấy tên gì và làm việc ở đâu? Hiện giờ giấy tờ của em mang tên Nguyễn Hoàng Quân, nghề nghiệp thợ điện. Cần phải có hai tấm ảnh 46 của em để làm passport. Cứ ngồi yên ở đấy, chị sẽ chụp cho. Thiếu tá có xem chưa biết tốt đẹp chứ? Cảm ơn đại tá nhiều. Thiếu tá có xem rất quý đại tá, chẳng những thả người mà còn trả lại hàng nữa. Nó chỉ mong có dịp để tạ ơn đại tá. Tôi hỏi thật nhé, em anh đã bỏ nghề buôn lậu chưa? Tôi phải nhắc lại với nó lời khuyên của đại tá. Nó nói đó là chuyến chót, nó cũng định thôi, không ngờ lần đó bị bể. Nhờ ơn đại tá, hiện giờ nó là chủ một tiệm cà phê ở Vientiane. Quán cà phê tên gì? La Sirene. Chừng nào anh đi? Ngày mai. Tôi sẽ gặp anh ở La Sirene. Chào đại tá, tôi là thiếu tá Thuận, tùy viên quân sự tại tòa đại sứ Việt Nam Cộng hòa ở Vạn Tường. Tôi được lệnh đón đại tá ở đây. Mời đại tá ngồi nghỉ một chút, mọi thủ tục sẽ có người lo. Những người của tôi đã đến Vientiane hết rồi chứ? Dạ, đến hết rồi. Tôi đã bố trí chỗ ở và theo công điện mật của đại tá, chỉ một người cùng ở khách sạn này với đại tá. Chừng nào tôi gặp Francis? Ngày mai ông ta sẽ tiếp đại tá ở nhà riêng lúc 9 giờ. Đại tá có cần tôi đi theo không? Khỏi, tôi muốn gặp riêng Francis. Thiếu tá cứ cho xe đưa tôi đi là được rồi. Xong rồi, mời đại tá lên phòng nghỉ. Trong này có đầy đủ những gì mà đại tá muốn biết, kể cả các số điện thoại cần thiết. Nếu cần, đại tá có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. This is your room, sir. The bedroom is in the right side. Thank you. Can I make your own distinct call from my room? Yes, sir. At any time. Thank you again.
We'll see you, sir. Give me an outside light, please. Tôi vừa đến, hiện đang ở khách sạn Imperial. Would you please wait for a few minutes? Mr. Francis C. will see you. All right, I will wait. Chào đại tá Luân. Rất hân hạnh được đón tiếp đại tá tại Vientiane. Tôi cũng rất hân hạnh được biết ông. Mời đại tá ngồi. Đại tá uống một cái gì nhé, một tí rượu mạnh. Cảm ơn. Có cà phê thì tốt hơn. Tôi không quen uống rượu vào buổi sáng. Đại tá uống cà phê sữa hay đen? Đen thôi. One coffee and one martini, please. No cream. Yes, sir. Tôi đã được thiếu tá Thuận thông báo đầy đủ chi tiết về chuyến viếng thăm Vientiane của đại tá. Để khỏi mất thì giờ, chúng ta vào đề ngay. Đại tá cần gì ở tôi? Trước hết, tôi muốn được nghe ý kiến của ông về những chuyến hàng bị mất. Chắc đại tá cũng đã biết. Tôi chỉ là người giao hàng, còn việc di chuyển hàng là người của ông Nhu. Hay nói đúng hơn là người của thiếu tá Thuần. Mời đại tá. Cảm ơn. Ông Nhu làm ăn với tôi đã lâu ngày và chưa bao giờ xảy ra vụ mất hàng như vừa rồi. Theo tôi đây không phải là vụ đánh cướp bình thường, mà là chắc đại tá cũng đã biết. Ông muốn nói đến vấn đề chính trị. Mời đại tá. Ngày giờ giao hàng, ngoài ông ra, còn có những ai được biết trước? Thiếu tá Thuần và những người phụ tá của tôi ở bản Hui Then. Những người phụ tá của ông đáng tin cậy chứ? Tụi nó là cháu ruột tôi và làm với tôi đã hơn 10 năm nay. Đại tá yên tâm. Cần phải nói thêm để đại tá biết là con đường từ bản Hui Then đến lồng làm sọt chưa bao giờ bị cướp. Vì mỗi chuyến hàng đều được đóng thuế đầy đủ. Thuế? Đóng cho ai? Cho quân của tướng Lý Mật. Phía bên nào đóng thuế? Bên giao hàng. Vì muốn giữ uy tín và bảo đảm an toàn cho khách hàng. Tôi muốn có một chuyến hàng. Ông chuẩn bị kịp không? Bao giờ? Vài ngày nữa. Tôi sẽ báo ông biết ngày giờ chính xác. Tôi sẽ gặp lại ông sau. Tôi tưởng đại tá qua đây chỉ để điều tra vụ mất hàng, chứ không phải để tải hàng. Muốn biết ai cướp hàng, thì phải có hàng cho nó cướp chứ. Đúng không, ông Francis? Đi bộ xem phong cảnh. Anh cứ về nói với thiếu tá Thuần tiến hành công việc như đã bàn. Dạ. Chào đại tá.
Okay, I will follow him on foot. You go back and be ready for a meeting. All right. Do nghề nghiệp cũ của tôi nên khách của quán cà phê này cũng có phần đặc biệt. Như người Pháp ngồi đằng kia, hắn là Gérard Labinski, một phi công sừng sỏ, cũng là người đảo Corse, chuyên buôn lậu thuốc phiện bằng máy bay. Máy bay của hắn đổ ở sân bay Phong Sao Vàng giữa cánh đồng chung. Mình sẽ cần tới hắn, vì trên đường từ bản Huy Then về đến đồn Nam Sòi phải ghé lại quán trọ của hắn. Đó là quán Bảo Tuyết, vừa là quán trọ, vừa là kho chứa thuốc phiện trước khi di chuyển. Labinski có cùng bạn với Francis không? Không, mà lại còn kinh chống nhau. Tôi rất thân với Labinski. Nếu đại tá cần gì ở hắn, tôi sẽ nói hắn giúp. Còn người Hồi giáo kia là Mohammed Abdullah. Hắn là một tên chuyên bán các tin tức liên quan đến thuốc phiện lậu. Những tin tức của hắn luôn luôn chính xác. Hắn tính thù lao khác nhau tùy theo từng loại tin. Anh có biết gì về tướng Lý Mật không? Lý Mật là một viên tướng của tàn quân Quốc dân đảng chạy loạn sang Miến Điện, và hiện giờ hắn làm chủ toàn bộ đất đai của người Sang, chạy từ sông Sa Luang cho đến biên giới Trung Hoa. Mà vùng này là nơi sản xuất thuốc phiện chủ yếu của Miến Điện. Đại tá dùng thêm cà phê nhé. Nâng cà phê đâm. Tất cả các băng buôn thuốc phiện lậu muốn di chuyển an toàn đều phải đóng thuế cho quân của Lý Mật. Có băng nào đã đóng thuế rồi còn bị cướp không? Theo chỗ tôi biết thì không. Có thể bị cướp, nhưng không phải quân của Lý Mật.
Theo em thì kẻ nào có khả năng cướp chuyến hàng mà đại tá đã đề cập tới? Dân buôn lậu rất trọng luật giang hồ. Vụ cướp hàng như đại tá nói rất ít xảy ra. Theo tôi thì có thể do bọn U Ba Thiên. U Ba Thiên? Hắn là một nhân viên thủ quỹ của Thổ Hào, dùng Trang Tung ăn cắp tiền trong kho, chạy vô rừng theo các tổ chức ly khai người sang. Năm 1961, U Ba Thiên hợp nhất lực lượng với tướng Sao Na Kham để thành lập một quân đội gọi là Quân đội Quốc gia Sang. Sao Na Kham nguyên là một nhà sư theo lực lượng ly khai từ năm 1958. Hiện nay U Ba Thiên làm phó cho tướng Sao Na Kham. Lực lượng này rất được CIA hỗ trợ. CIA hỗ trợ à? Vậy là đúng rồi. Anh Hiển, anh sắp đặt cho tôi gặp Mohamed Abdullah ngay nhé. Tình hình lộn xộn như vậy mà sao các ông tướng lại kéo nhau lên đi ăn chơi nhỉ nhó? Đó chỉ là cái cớ để che mắt mặc dù của ông Nhu. Thật ra họ lên Đà Lạt là để họp bàn kế hoạch đảo chánh. Theo anh, cuộc đảo chánh lần này có thành công không? Hay cũng như hai cuộc đảo chánh trước? Khó mà biết trước được. Tuy nhiên, có hai yếu tố cần phải chú ý. Thứ nhất là dân chúng đã quá quán ghét chế độ độc tài gia đình trị của hai ông Diệm Nhu. Thứ hai là lần này có Mỹ nhúng tay vào. Nghĩa là cuộc đảo chánh lần này sẽ khác hai lần trước? Đúng vậy, có nhiều trọng lượng hơn. Có khai thác được gì ở Rene Angraban không? Không thêm được gì ngoài những điều mình đã biết. Nhưng đặc biệt là lần này hắn rất lưu tâm đến đại tá Luân. Hắn đã hỏi những gì về đại tá? Ồ, hắn không hỏi, hắn khôn khéo. Chỉ nói chuyện về đại tá Luân một cách tự nhiên, để coi em có bắt chuyện và vô tình cho hắn biết những gì hắn muốn biết không. Không hiểu sao hắn biết rất rõ về đại tá Luân và cả anh nữa. Hắn kể cái chuyện anh là một cánh tay đắc lực của đại tá Luân hồi đại tá còn làm tỉnh trưởng Bến Tre. Em nghĩ hắn không phải đơn thuần là một tên trùm buôn lậu thuốc phiện. Tất cả các tổ chức tình báo đều dính đến buôn thuốc phiện lậu. René Araban là một nhân viên cao cấp của phòng nhì Pháp. À, em quên một điều chưa kể cho anh nghe. René còn hỏi em có biết đại tá Luân qua Lào để làm gì không? Thế em lắc đầu, hắn nói đại tá Luân có một cô nhân tình rất đẹp ở bên Lào, nên vừa đi hôm trước thì hôm sau bà đại tá đã bay sang Lào ngay. Bà đại tá cũng đi Lào à? Theo René thì như vậy. Hello there. Sao bà lên trễ vậy? Tôi rất cần sự góp ý của bà cho buổi giao phụ thôi này. Và thế nào bà cũng phải hát cho chúng tôi một bài nhé. Nhảy slow bằng nhạc Việt Nam thì thật tuyệt diệu. Còn một điều khác tuyệt diệu hơn cũng nhảy với nhạc Việt Nam. À, tôi quên mất. Để rơm bà. Biết nói gì đây khi hai đường đời ngăn kia mình rồi. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ, vương theo lối đi. Đêm đêm anh nhắn gió gửi mây về cho em, trao cho em tiếng hát mình yêu nhau ngày ấy. Nhưng nay ta xa rồi mà một hình bóng chưa nhòa trong nhớ. Tháng chết về năm, sao thương còn hoài, thương mãi một người. Bao nhiêu câu nói. Có Tôn Thất Đính ở đây thì chúng ta yên tâm. Mặc dù ông Nhu khỏi dòm ngó, tuy nhiên ta vẫn phải cẩn thận. Chuyện có mồi mà cả tôi với ông đều quan tâm săn đuổi đi đến đâu rồi? Đang có người săn sóc chu đáo.
thối ngại con mồi đang thực hiện một thứ mission impossible nào đó. Ông muốn nói bên kia bức màn sắt. Tại sao lại không? Hôm nay mình yêu nhau, phố vắng hoa bay nhiều, tay cầm tay. Mọi lợi hại mọi đã nói hết, tùy toa. Người Mỹ bật đèn xanh. Ai sẽ đứng đầu, toa hay moa? Toa hay moa đều thiếu điều kiện, phải biết mình. Chỉ trên danh nghĩa thôi, vì ai cũng biết tướng biết mình ghét Diệm Nhu, lại sùng đạo Phật. Nhưng theo moa biết, ông ta không ưa Mỹ. Chẳng sao cả, Mỹ cần ông ta và ông ta cần Mỹ. Nhưng chính toa, moa, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim là linh hồn. Thưa tướng trung kỹ quá, tìm mãi nó ra nhảy với em một bản đi. Tình hình Sài Gòn đang lắng dịu một cách giả tạo. Mọi người đều nghi ngờ lẫn nhau. Smith và phái bộ quân sự Mỹ rất quan tâm về việc anh đi Lào. Smith gọi điện thoại cho em mấy lần hỏi về chuyến đi Lào của anh. Em nói anh có mèo và em sẽ qua bắt ghen. Ông ta có vẻ tin lắm. Em không nên coi thường Smith. Y không dễ tin như em nghĩ đâu. Gã đầu bạc cũng đang ở đây và đang theo dõi anh. Như vậy CIA đã biết mục đích chuyến đi Lào của anh à? Nếu biết thì họ đã không cho gã đầu bạc theo dõi anh. Tình hình khu tam giác vàng như thế nào? Em sẽ biết rõ hơn sau cuộc hẹn tối nay. Hẹn với ai? Mohamed Abdullah. Assalamu alaikum. Quân của U Ba Thiên gồm khoảng 1.500 tên, toàn quân ô hợp, trang bị vũ khí thô sơ. Mỗi khi đụng trận, chúng ỷ vào số đông. Tuy nhiên, có ba tên đại tá cần chú ý. Và đây, đây là hình của Chan Chen. Bọn Karen gọi hắn là Chen Độc Nhãn, gốc người Mãn Châu, một tay súng cừ khôi và cũng là cánh tay mặt của U Ba Thiên. Nếu hạ được hắn, thì toán quân do hắn chỉ huy sẽ tan rã ngay. Và đây là Samsarik, gốc Thái Lan, giỏi võ, thiện nghệ về cận chiến, có biệt tài bắn súng ngắn cả hai tay. Cuối cùng là Lù Phai, không rõ gốc gác. Tên Lù Phai khác với Chan Chen và Samsarik ở chỗ hắn không dùng sức mà dùng trí. U Ba Thiên coi Lù Phai như một quân sư. Những chuyến buôn lậu, cướp hàng, U Ba Thiên đích thân dự vào hay giao cho đàn em? Ít khi U Ba Thiên dự vào, toàn giao cho ba tên này. Cảm ơn đại tá nhiều. Phải khó khăn lắm tôi mới lấy được hình ba tên này. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, bọn U Ba Thiên chỉ ỷ vào số đông. Nếu khử được ba tên này thì không có gì phải đáng lo. Và cuối cùng là bản đồ dùng tam giác vàng. Điệp viên của tôi điện về cho biết đoàn xe của Nguyễn Thành Luân đã khởi hành sáng sớm nay từ Đồng Nam Sọt đi bản Hồi Thèn, gồm có 3 chiếc Land Rover, 1 chiếc xe Jeep. Theo đoàn xe có tất cả chỉ 7 người, không có Nguyễn Thành Luân. Không có Nguyễn Thành Luân à? Có thể điệp viên của ông nhìn lầm chăng? Không thể lầm được. Người của tôi biết rất rõ Nguyễn Thành Luân. Theo tôi thì Nguyễn Thành Luân có thể sẽ đi máy bay trực thăng đến bản Hồi Thèn. Máy bay trực thăng không thể đến bản Hồi Thèn được, mà nơi gần nhất có thể đáp xuống là Thung Lũng Tử Thần. Như vậy, nếu Luân dùng trực thăng để bốc hàng ở Thung Lũng Tử Thần thì kế hoạch của ta bị bẻ gãy à? Ông U Ba Thiên, ông có ý kiến gì? Có lẽ tôi phải ra lệnh tập kích đoàn xe trước khi nó đến Thung Lũng Tử Thần. Không phải ra lệnh mà ông đích thân chỉ huy. Ông nên nhớ Nguyễn Thành Luân là một sĩ quan. Xin lỗi, dù ông thuộc cấp tướng nhưng chắc không phải là đối thủ của Luân.
tôi sẽ đích thân chỉ huy, không phải vì tài ba của tên Luân mà vì... tôi hiểu, vì cái này. Nhưng tôi khuyên ông nên cẩn thận, ông U Ba Thiên ạ. Tòa đại sứ Lào đánh về. Đưa đây. Dạ. Đại tá hút thuốc. Cảm ơn, tôi có rồi. Tôi không dám mời bà đại tá vì phần đông phụ nữ Việt Nam không hút thuốc. Phần đông à? Có nghĩa là vẫn có một số phụ nữ Việt Nam hút thuốc. Thế tại sao ông không mời tôi? Tôi biết chắc chắn bà không hút thuốc. Vì nếu có thì đứa thuốc trên tay đại tá phải là của bà trước đã. Ông nói chuyện rất hay. Cảm ơn bà quá khen. Ông Francis, tôi vẫn chờ câu trả lời của ông. Câu trả lời của tôi về... À, đại tá muốn biết tại sao tôi lại đi theo chuyến hàng này. Dễ hiểu thôi. Vấn đề uy tín làm ăn. Tôi cũng muốn biết ai đã cướp hàng khi tôi đóng thuế đầy đủ. Ông có biết đi theo chúng tôi sẽ rất nguy hiểm không? Đại tá cũng đừng quên rằng nghề của tôi là một nghề đầy nguy hiểm. Vả lại bà đại tá còn dám đi,
Không lẽ đại tá để tôi phải thua một phụ nữ? Xong rồi đại tá. Giao sứ dách phải không? Nói sứ dách thì hơi quá, nhưng có thể phóng trúng bất cứ mục tiêu nào. Như vậy là sứ dách rồi còn gì nữa. Sắp đến quán Bảo Tuyết chưa thiếu tá? Nhanh nhất cũng phải 5 giờ chiều mới tới. Anh mệt không? Để tôi lái thế cho. Không sao, thiếu tá yên chí, tôi có thể lái suốt đêm nay. Anh đã tuyên bố từ bỏ con đường này, sao bây giờ trở lại? Tôi trở lại không phải như ông nghĩ, mà để trả một món nợ tinh thần. Tôi thấy mọi người có vẻ kính nể đại tá Nguyễn Thành Luân. Tư cách của đại tá Luân đáng để cho chúng tôi kính nể. Chuyến đi vào bản Hủy Thèm, tôi đã dặn anh để ý lộ trình. Vậy theo anh, đoạn đường nào nguy hiểm nhất? Thưa đại tá, theo em thì có hai đoạn hiểm trở nhất mà chúng ta có thể bị tấn công. Một là đoạn đường chúng ta đã đi qua cách bản Hủy Thèm độ 20 cây số. Hai là từ thung lũng Tử Thần đến đồn Nam Sơn. Nghĩa là từ đây đến đồn Nam Sơn không còn nguy hiểm nữa. Về địa thế mà nói thì như vậy, trừ khi chúng nó làm liều. Anh Luân, anh có nghĩ là bọn chúng sẽ liều không? Có xì ai nhúng tay vào thì việc gì chúng cũng dám làm hết.远先生，很久不见，你好吗？很好，谢谢你，老板。为什么这么久不见你到这里来呢？我在永清。这里有许多朋友问候你呢。谁？有什么客的，老板？有什么都有。现在什么客的？今天晚上我们住在这里，有房没有？有。Tôi vừa gọi thức ăn và hỏi xem có đủ phòng cho đoàn mình ở lại không. Chủ quán trả lời là có đủ. Tôi tưởng chủ quán này là Gérard Lavinsky chứ. Chủ quán vẫn là Gérard Lavinsky, nhưng anh ta ít khi đến đây, trừ những trường hợp bốc hàng. Anh Bảy, anh đoán bọn kia là người gì? Lào, Thái Lan hay Tàu? Khó mà biết được. Có điều coi bọn nó có vẻ không lương thiện mấy. Chuẩn bị chú. Vô khó lào phê xem chú. Đi mạnh mạnh xa xa chú. Hả, xe 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 xe.
cố ngủ đi để lấy sức. Em cố mà vẫn không ngủ được. Tự nhiên em cảm thấy lo lo. Lo cái gì? Bọn U Ba Thiên. Em yên tâm, Abdullah cho anh biết bọn chúng chỉ ý vào số đông, còn kỹ thuật tác chiến thì hoàn toàn mù tịt. Mà bên ta thì trừ thiếu tá Thuận và Francis thì anh không biết, còn toàn là những tay súng có hạn. Em không thích đọ súng với những người đánh thuê. Về phương diện đó anh cũng chẳng thích thú gì. Nhưng nhóm U Ba Thiên cũng giống bọn tàn quân Lý Mật, đang khủng bố các bản làng ở vùng tam giác vàng này. Chúng đối chọi gắt với cách mạng, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ trở thành biệt kích Mỹ. Vả lại tại sao chúng ta không góp một phần nhỏ mọn với các bạn Patek Lào? Nếu vậy em đồng ý với anh. Đúng như đại tá đã dự đoán, tôi mất gặp quả tang tên này lén đến định làm gì đó ở chiếc xe Jeep. Bị bắt gặp nó bỏ chạy, tôi bắn một phát chỉ thiên, nó đứng khựng lại ngay, chứng tỏ tên này rất sợ chết. Anh Hiển, anh hỏi coi nó thuộc nhóm nào, đến đây với âm mưu gì. Đi xứ này với ban này lệnh, sử trao này lại, lại cho sao mà. Bố sao, và đi khai trang bị đi. Nhi xuống này với bác nữa, khoai sao. Tôi说, bố giao sao ạ, tôi xin Liễu Ba Thiên đời. Hắn khai là người của U Ba Thiên, thì tao lại cho sợ mà. Liễu Ba Thiên chẳng xin cho tôi lại khoa hoa, thì mình sang cho thơ chữ tật chư thơ vũ quản. Tướng U Ba Thiên sai nó đục thủng ống dẫn dầu thắng xe của đại tá. Hỏi nó cho kỹ là đục thủng hay phá bể ống dầu thắng. Chớ bị chạm em khoa hoa. Tạm phá vũ hoàng với cơ xào tung, văn tham man man liệu. Chỉ được một lỗ nhỏ cho nó chảy từ từ. Hỏi nó biết tại sao phải làm như vậy không? Nị chú bơ cho tao, vì sao bơ giao cho em cho? Nhi liễu sinh sinh tờ chi soan, tăng nị mình đã trở tao sư trưởng giá từ sư trở trừ chú hơi sư liễn lờ. Nó khai, theo lời của một lù phai nào đó, thì làm như vậy xe của đại tá sẽ hết dầu thắng khi đến dốc sư tử. Hỏi nó sau khi đục thủng ống dẫn dầu thắng, nó phải làm gì, đi đâu? Đi phô hoa chứ hô, hãy cho sầm mơ, chuyện này đi. Hòa thành công chứ hô, chứ chủ tinh xu lĩnh, tầng thêm năng đợi sứ hô, trọng bàn mại hộ tờ đến, tao tên đi chứ hơ cà phê, tầng đi mến sang lụ, của mến tờ đến, bố chuyện bố vĩ trị, chứ chứ tạo ở ý chinh thành công, đi mến mấy yếu phát triển sớm mơ. Nó nói xong nhiệm vụ thì nấp ở bìa rừng, tảng sáng đến quán cà phê chờ chúng mình đi. Nếu không thấy nó trở về thì coi như mình không biết gì về vụ xe bị phá hoại. Sắp đến dốc sư tử. Tôi sẵn sàng,
anh nhớ làm theo lời tôi dặn. Nghe rõ. Để thằng này cho tôi. Coi chừng tới cặp nhãn. Đó là một tay súng có hạn đó. Nó sẽ kéo đến nhiều. Vậy theo Thái Thuần, đưa anh em về ngay thung lũng Tử Thần. Giờ này chắc trực thăng đã đến rồi. Thạch, Sa và bảy con muối ở lại đây với tôi. Em ở lại với anh. Đừng cãi lại anh. Có sao không? Không sao. Tên phỉ đó bắn dở quá, đạn chỉ xước qua vai. Tôi và chủng y Thạch sẽ bắn im trợ. Tất cả phải thi hành lệnh tôi, rời khỏi đây ngay. Thank you.
chúng nó không bắn nữa, tức là đang đợi viện binh. Tôi sẽ canh chừng bọn nó. Thạch, Sa, anh Bảy và Francisi nhẹ nhàng lên xe đợi. Tôi sẽ đi cuối cùng. Trước khi lên xe, tôi sẽ bắn một băng đạn. Nghe tiếng súng, Dũng với Thạch mở máy và cho xe giọt ngay khi tôi vào xe. Anh Bảy và Sa sẽ bắn tiếp từ phía sau. Đã đọc kỹ kế hoạch Bravo chưa? Rất kỹ. Tòa định đối phó như thế nào? Mình sẽ dùng thế võ của Mộ Dung công tử, gậy ông đập lưng ông. Ông Nhu muốn đảo chánh giả, chúng ta sẽ đảo chánh thật. Rút kinh nghiệm thất bại của Nguyễn Chánh Thi, ta sử dụng thiết giáp bao dây Dinh Gia Long. Mời giao Nguyễn Hữu Có thực hiện việc dụ Nguyễn Văn Thiệu và ngăn ngừa Quỳnh Văn Cao. Phải triệt cho được hải quân. Còn không quân? Không ngại, tay Nguyễn Cao Kỳ láo cá, ngã theo phe mạnh. Còn Nguyễn Khánh thì sao? Gia ở xa tận dùng hai không đáng ngại. Ta sẽ tính sao với tên râu dê này. Tòa định bao giờ? Bao giờ thì cho nổ Bravo. Chưa có ngày chính thức, nhưng giữa 31 tháng 10 và 1 tháng 11. Nếu vậy ngày hành động của chúng ta do Nhu định. Ok. Quân sự Trung tướng Trần Thiện Khiêm, Ủy viên Kinh tế Trung tướng Trần Văn Minh, Ủy viên An ninh Trung tướng Phạm Xuân Chiểu, Ủy viên Chính trị Thiếu tướng Đỗ Mậu, Tổng thư ký kiêm Ủy viên Ngoại giao Trung tướng Lê Văn Kim và các ủy viên Trung tướng Mai Hữu Xuân, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu, Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có. Thật lắm,
Nhưng tôi muốn trong danh sách thêm một người, đại tá Nguyễn Thành Luân. Chúng tôi phản đối. Không thể nào đưa vào hội đồng một tên Cần Lao Gộc thuộc gia đình họ Ngô, gốc gác cộng sản. Phải khử gã này ngay lúc đầu. Các ông bình tĩnh. Trước đây mấy hôm tôi cũng đồng ý như vậy, nhưng đại sứ Cabot Lodge ra lệnh cho tôi không được động đến Nguyễn Thành Luân. Các ông nên biết, lẽ ra Nguyễn Thành Luân phải là phó chủ tịch hội đồng quân nhân. Nếu ông ta không dấn quá sâu vào gia đình ông Diệm, nhưng cũng chẳng có gì phải đáng lo. Ai không dính với ông Diệm trong số các ông? Nhưng Nguyễn Thành Luân bản lĩnh cao, chúng tôi ngại. Vậy ta thỏa thuận như thế này. Tạm thời Nguyễn Thành Luân chưa tham gia vào hội đồng. Thôi, các ông sửa soạn hành động. Ngoài cuộc bắt này, đại úy Thổ còn nhắn tôi điều gì không? Nhà em dặn thư lại với đại tá đề phòng hai tướng Đỗ Mậu, Mai Hữu Xuân và ông Đường Nghĩa. Chỉ có vậy thôi à? Dạ, chỉ có vậy thôi. Bây giờ xin phép ông bà đại tá cho em về. Anh, tại sao đại úy Thổ lại cho anh nghe một cuộn băng tối mật như vậy? Tài đại úy này hành động rất là kỳ lạ. Với một cuộn băng như vậy, anh ta có thể làm giàu hoặc làm lớn với bất kỳ phe nào. Vậy mà... À, em đã giải mã bức điện của A07 chưa? Xong rồi. Em định đọc cho anh nghe thì vợ đại úy Thổ đến. Em đọc anh nghe nhé. Ừ. Cuộc đảo chánh quân sự do Mỹ chủ mưu sắp diễn ra. Đặc điểm của cuộc đảo chánh lần này là Diệm sẽ bị lật đổ. Kỵ sĩ và Mimosa khéo léo tranh thủ địa vị hợp pháp sau đảo chánh. Tuyệt đối không được bộc lộ thân phận, phải tồn tại lâu dài. Tất nhiên có khó khăn, song lãnh đạo tin ở các đồng chí. Bám Mỹ chặt hơn nữa, chúc thành công, A07. Tuyệt đối không được bộc lộ thân phận. Alo, tôi nghe đây. Vâng ạ. Vâng, vâng. Tôi sẽ nói lại ngay. Đại úy Đỗ Thọ nhắn là ông Nhu mời anh vào dinh ngay và sẽ dùng cơm trưa trong ấy. Chuyện hàng anh mang từ vùng Tam Giác Vàng về sẽ đập vào mặt bọn Mỹ và dạy chúng một bài học thế nào là chủ quyền quốc gia. Anh uống cà phê nhé. Hai cà phê đen. Dạ. Yeah. Chỉ còn vài phút nữa, anh sẽ nghe tiếng súng nổ báo hiệu kế hoạch Bravo mở màn. Một cuộc đảo chánh giả sẽ bắt nhốt tất cả bọn tướng tá định làm đảo chánh. Liên lạc với Trung tướng Tôn Thất Đỉnh cho tôi nói chuyện. Dạ. Yeah. Tổng thống sẽ lên Đà Lạt nghỉ vài tuần. Kể từ giờ phút này, ban bố khắp lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa tình trạng giới nghiêm. Tôi tuyên bố giải tán chính phủ hiện hữu, giải tán quốc hội, yêu cầu Tổng thống Ngô Đình Diệm giao quyền cho Ủy ban Cứu Quốc do tôi đứng đầu để xử lý đối nội và đối ngoại. Trình ông cố vấn không liên lạc được với Trung tướng Tùng Thất Đính. Cái gì vậy? Trình ông cố vấn, quân đội làm phản, đang tấn công vào Diệm. Biểu đại úy Thọ đưa Tổng thống xuống hầm lè lên. Dạ, nghe rõ. Anh luôn theo tôi. Thank you.
Cho tôi nói chuyện với đại tá Lê Quang Trung. Dạ nghe rõ. Alo, Thành Cộng Hòa phải không? Phủ Đầu Rồng đây. Ông cố vấn muốn nói chuyện với đại tá Tung. Trình ông cố vấn, đại tá Tung đã bị bắn chết ở Bộ Tổng Tham mưu và liên binh phòng vệ đang bị quân thiết giáp dây chặt. Ngoài đại tá Hồ Tấn Quyền, tư lệnh hải quân. Dạ, nghe rõ. Alo, alo, Bộ Tư lệnh Hải quân phải không? Phủ Đầu Rồng đây. Ông cố vấn muốn nói chuyện với đại tá tư lệnh. Trình ông cố vấn, đại tá Hồ Tấn Quyền bị bắn chết rồi. Tôi qua phòng tổng thống, đại ủy cho tiếp tục liên lạc với tướng Tôn Thất Định, gọi đại tá Bùi Đình Đàm, tướng Huỳnh Văn Cao và tướng Nguyễn Khánh. Gọi được ai thì qua báo cho tôi ngay. Dạ, nghe rõ. Dạ, 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 dạ. Tôi nghe rất rõ. Tôi sẽ trình lại với tổng thống. Dạ. Thưa tổng thống, thiếu tá Chiểu ở an ninh quân đội báo cho biết chính trung tướng Tôn Thức Đính chỉ huy cuộc tấn công. Chú thấy chưa, thiệt là quân khổ nạn. Đại ủy gọi đường dây đặc biệt cho đài phát thanh Sài Gòn chuẩn bị phát lời kêu gọi của tổng thống. Trình ông cố vấn không liên lạc được với tướng Đính, đại tá Bùi Đình Đạm thì đã bị bắt. Tướng Huỳnh Văn Cao vừa gọi về cho hay tất cả các chiếc bắc ở bến phà Mỹ Thuận đã rút về bên kia sông, quân của tướng Cao không làm sao vượt sông được. Còn gọi được Nguyễn Khánh không? Dạ. Bộ Tư lệnh Vùng 2 cho hay tướng Khánh đang đi sang ở Ba Mê Thuộc. Thưa ông cố vấn, đường dây đặc biệt qua đài phát thanh Sài Gòn đã bị cắt đứt. Mở đài Sài Gòn coi. Dạ. Đây là đài phát thanh Sài Gòn. Đồng bào chú ý, kể từ 14:30 ngày 1 tháng 11 năm 1963, quân đội đứng lên lật đổ chế độ của ông Ngô Đình Diệm. Hội đồng các tướng lãnh yêu cầu ông Ngô Đình Diệm từ chức và cùng ông Ngô Đình Nhu rời khỏi Việt Nam Cộng Hòa. Hội đồng tướng lãnh bảo đảm an toàn cho hai ông. Hội đồng tướng lãnh kêu gọi đồng bào bình tĩnh. Tôi muốn nói riêng với anh. Tới giờ phút này tôi gom hết các sự kiện lại, hiểu rõ anh. Anh đã thắng tôi trong ván bài, mà mọi con bài đều lật ngửa. Anh nắm nhiều trụ bài hơn tôi. Ngay phút này, tôi vẫn có thể xóa anh. Tuy nhiên, tôi sẽ không làm việc đó. Tôi không muốn anh ở dưới hầm này, chịu chung số phận với chúng tôi. Anh nên ra đi trước khi quá muộn. Cảm ơn anh. Với tôi, cái lớn nhất là tổ quốc, là lý tưởng mà tôi đeo đuổi. Tôi hy vọng tổng thống và anh may mắn. Đưa đại tá Luân lên khỏi hầm, bảo vệ đại tá an toàn. Dạ. Sao chịu cho thằng Luân tự do? Kẻ có khả năng trả mối thù này cho ta là Nguyễn Thành Luân.
sao, tôi cũng đã mất đi một đối thủ có tầm cỡ. Chúc anh yên nghỉ.